Sáng nay, cùng với Hội Nhà báo các địa phương, đơn vị trong cả nước, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã tham dự khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Hội báo toàn quốc năm 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 600 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, 63 hội nhà báo các tỉnh thành phố, mang tinh thần tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Hội báo là một điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí, thể hiện rõ chất lượng, quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm, trưng bày cũng như các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Cùng hệ thống các gian trưng bày cho thấy bức tranh tổng quan về báo chí Việt Nam là gian trưng bày chuyên đề Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2024, 99 chuyện nghề. Đây là câu chuyện lịch sử 99 năm báo chí cách mạng Việt Nam với những câu chuyện cống hiến và hy sinh, lao động và sáng tạo của các thế hệ người làm báo, chiến sĩ. Góp mặt vào Hội báo toàn quốc, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tham gia gian trưng bày báo chí, cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc với gần 100 ấn phẩm số xuân của Hội Nhà báo tỉnh, báo Vĩnh Phúc, tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc có 4 tác phẩm phát thanh truyền hình tham gia dự thi chương trình phát thanh truyền hình Tết ấn tượng. Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh Vĩnh Phúc với trên 20 sản phẩm tiêu biểu. Trong khuôn khổ hội báo, diễn đàn báo chí toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức với 10 phiên thảo luận về các chủ đề trọng yếu có tính cấp bách của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dặn kinh nghiệm trong nước cùng các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín có tầm ảnh hưởng mạnh và tác động đa chiều đến các cơ quan báo chí, các nhà báo, hội viên trong cả nước. Hội báo có sự góp mặt 64 gian hàng sản phẩm ô cốp đến từ 50 tỉnh thành phố cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông báo chí trong thúc đẩy kinh tế.